Hello em, trở lại kênh DHV mình. Video trở lại với chuỗi chơi game thiếu liên không nhân phẩm server 54. Các video sẽ hướng dẫn cái lăng chơi cho mới, và em đừng quên thích, bình luận và chia sẻ video để ủng hộ mình làm thật nhiều video chất lượng hơn. Chắc từ hôm nay mình sẽ thay đổi cái tiêu đề video thành thiếu liên không nhân phẩm nhá. Đợi lúc nào nó lố nhân phẩm thì mình mới đổi lại tiêu cũ thiếu liên 3Q. Đây, hôm nay là ngày 108, 12 nữa là mình tròn 4 tháng nhá, vẫn chưa đổi nhân phẩm. Lực chiến đã đạt 269.652 vạn. Level 102, phim bản còn 27k. Đợt này mình tăng khá nhiều chiến nhá. Hôm qua nhớ chỉ có 254 thôi, tức là hôm nay mình tăng thêm 150 triệu nhá. 150 triệu, rất là nhiều. Nói chung chơi tầm này, anh em mà không lối nhân phẩm ấy, từ lực chiến lên rất là chậm. Đêm qua thì mình được cái top 4 sự kiện là vu giáp nhạ này. Đây quay 73 lần nhá. Mình nhớ như là được 4 hay 5 mấy con chuột vàng phải. Quan trọng ấy, top 4 ấy, mình được 120 mảnh. Anh em mọi người ấy, 120 mảnh nhá. Tương đương với anh em lỗ nhân phẩm một con chuột vàng cộng thêm 20 con chuột bạc. Đấy, hôm qua là mình lên cái con thần thú hổ ấy, 2 sao nhá. Nếu mà mình không đổi mảnh hổ từ trước, mình sẽ lên full cái con ứng long nhá. Nhớ là trước là mình đổi tận 41 mảnh nhá. Nếu mà mình đổi lốt 151 mảnh ấy, thì đủ hai con mình lên luôn 2 sao. Để mình cố lên 2 sao để mình lấy thêm cái hiệu ứng nó nhá. Là một vó tướng địch ngẫu nhiên giảm 2 điểm đấu khí này. Xong từ giờ mà có thần thú kim ấy, mình sẽ lên cái con thần thú long nhá. Để mình ngắm lại cái 7 sao đó. Thôi 7 sao rồi. Chắc bản Việt này phải tầm 15 đứa mình mới lên 7 sao. Bỏ qua mấy kỹ năng nhá, đọc cái dòng cuối rồi. Đây, giúp tấn công phòng thủ tăng sát thương và giảm sát thương toàn bộ phe ta 30%, duy trì hay hiệp, anh em thấy không? Rất là ngoan luôn. Tính ra sau mà có thần thú tử kim ấy, cái con này là con, nếu mà có tất cả full 6-7 con thần thú tử kim ấy, thì cái con này là con bỏ cuối cùng nha. Hôm qua mình nhớ là lên một sao được hơn 30 triệu, tức là 2 sao ấy là được hơn 60 triệu chiến nhá. Và hôm nay thì nó có cái thảo phạt thần thú liên server. Hôm nay mình hên cực nhá anh em. Hôm nay mình săn một lần lúc chiều ấy, săn cái con chí tôn cơn miếu ấy. Xong rồi lúc đợt 6 hay 7 giờ mình cũng không nhớ rõ nữa. Mình vào cái con chí tôn thần mộc thanh hoàn nhá. Còn có 10% rồi mình vào. Mình cứ ngạc nhiên luôn. Bản kia lực chiến có 200k vạn thôi nhá. Mà bình thường mình xem các top dưới tận 6-700 nhá. Cũng có thể là có một bạn top nào kéo, hoặc là lúc tầm đấy không có ai cả nên chỉ có bạn 200k thôi. Thế mình hên mình ăn được nhá. Mình rơi ra một cái trang bị thần thú bậc 2 đây. À, cốt này nhá. Mở dòng cũng cực kỳ ngon luôn, 8% nhá. Nói chung lên tầm cao ấy, phần trăm mình được rất là nhiều chiến. Và quan trọng ấy, nó tăng bạo kích toàn bộ này, sinh lực toàn bộ này. Nếu mà cái dòng cuối nó là chính xác này, hay là cái dòng tấn công ấy, thì phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Đây mới level 64 thôi, 66 triệu nha anh em, rất là nhiều. Đây bình thường cái level 100 này, đấy 86 thì hơn có 20 triệu thôi. Đợi mình nâng ngày lên 100 thì cũng hơn cái này nhá. Và ngày hôm nay cũng khá là hên, mình rơi cái vòng đỏ bậc 2 nhá. Trước ấy, cái chỗ này là cam bậc 2 nhá, lên đỏ 2 lên tăng rất là nhiều chiến. Bây giờ tại mình chỉ còn một cái vòng đỏ bậc 1 thôi. Còn này là bậc 2. Tính ra cái kim 1 ý, thì nó cũng tương đương với cái đỏ bậc 2. Cố gắng thứ 7 tôi ra cái vòng đỏ bậc 2 hoặc là kim nhé. Ok, và hôm nay nó ra cái sự kiện là triệu hồi thời không này nhá. Cái này theo ý kiến của mình ấy, anh em không cần chơi nhá, cứ chơi ra cho mình nhá. À quên, anh em chú ý cho mình cái này nhá. Lúc đầu mình tưởng là nó ra cái con kim 6 này là nó sẽ có một cái bản uplift nhỏ, xong rồi nó cho vào cái sự kiện mừng lễ, xong rồi ba la ba la, xong rồi mới ra cái triệu hồi thứ không. Nhưng mà không nhá, nó ra luôn cái này. Nên là mình nghĩ nhá, cái tướng tử kim nó sắp sửa ra rồi. Nên anh em chú ý tích dư dư kim vào nhá. Cái game này nói chung cái gì tử kim đều ngon cả, nhất là thần thú với tướng. À đâu, tên tử kim thì là tướng quan trọng lên nhá. Nhưng dĩ nhiên là tướng tử kim thì nó cũng chia ra làm đêm chính này, đêm phụ này, support các kiểu. Nói chung là cũng có ăn phế, cũng có ăn ngon.
nó cũng như tướng đỏ mấy tướng kim thôi. Sau mà nó ra kim ấy thì là nó cũng ra cái sự kiện mừng lễ, mà sự kiện mừng lễ thì nó bán cho mình 55 mảnh hoặc là 45 mảnh ấy, tức là tương đương với 9.000 đến 11.000 kim báo đấy anh em còn xem. Giờ nó ra tướng này, thần binh này hay thần thú ấy, kể cả trang bị ấy, mình vẫn phải mua nhá, vì nó tăng rất là nhiều. Nhưng mà nếu anh em mà ít kim báo quá thì có thể bỏ trang bị, nhưng mà thần binh này, tướng này, thần thú anh em cố gắng mua cho mình, vì em không mua khá là toạt vì nó rất là phí. Thứ nhất là cái đồ tử kim này nó bằng giá với kim luôn, vẫn 1.500 mảnh, trong các shop vẫn như vậy nhá, nó không hề có thay đổi gì cả, nó chỉ khác là kim hay tử kim thôi, còn là nguyên liệu đồ nó vẫn y xì chẳng khác như nào, nên em chú ý mình nhá. Nên bây giờ mấy cái sự kiện mà như cái hoành táo ấy, à quên quên cái sự kiện hoành táo, chỉ có độc cái sự kiện hoành táo này là cái lệnh quay nó không thay đổi, còn cái sự kiện là xúc sắc này cộng với phi long ấy thì nó có hai loại quay, là hai cái thẻ ấy, nó cho mình chọn dương ấy, mình chọn quay kim ấy, quay tử kim ấy thì chắc chắn là mình quay tử kim rồi. Còn riêng cái hoành táo nhá, không nhá, nó vẫn là cái thiên cô lệnh không hề thay đổi ấy. Lên anh em pick được cái thiên cô lệnh ấy, sau anh em quay sẽ ngon hơn rất là nhiều nhá. Mà mình đang hơi bị cay luôn ấy, mình đang cố gắng mình kiếm cái trang bị thần thú bậc 3 ấy, mình quay 2 đợt rồi. Đợt sau chắc kéo mình sẽ đầu tư nhá, nếu mà xui vẫn không đủ 160 ấy, cái dìu bạc để đổi nhá. Nhớ cái dìu bạc mình được bao nhiêu nhỉ? Dìu bạc đây 107. Nếu đợt sau mình mà không được 53 cái dìu bạc nhá là mình sẽ không đủ cái trang bị thần thú bậc 3. Mà quay xong thì mình vẫn thấy hơi bị sót nhá. Nếu mà chơi chuẩn nhá, chơi chuẩn nhá là mình sẽ không quay, mình sẽ tích đến đợi nó ra tử kim ấy. Quay là hợp lý nhất, nhưng mà thôi đã lỡ rồi anh em ơi, lỡ rồi cho lỡ luôn, thể thoạt một tí cũng không sao cả. Mình nhớ cái dìu tử kim ấy nó thấp nhất trong các loại luôn, 0,5% nhá, 0,5% đâu, 0,05% nhầm anh em ơi, quên lại 0,5%, 0,05% nhá. Tướng kim là 0,18 ấy, đây nó nhỏ hơn gần 4 lần tướng kim nhá. Đây anh em có thấy không, 203 cái kim tướng lệnh nhá, mà cái bạn top 1 mình ấy như là ngừng đào đây. Đây đợt này bình thường bạn top 1 mình ấy, cái sự kiện thần thú này ấy, phải 2.000 dưới đến 3.000 điểm mà chắc ngừng nạp rồi. Lên nhá, cái sự kiện là phi long tiếp theo ấy, phần trăm cao là mình sẽ được top 1 nhá. Nếu mà không còn anh em nông dân học tích nữa là mình sẽ làm top 1. Top 1 được 300 ảnh không? Mình quay tầm 200 lệnh ấy, chắc được thêm hơn 100 dương nữa, tầm được hơn 400 ảnh. Hơn 400 ảnh thì không biết lên được Tào Tháo làm sao nhỉ? Đây mình cứ tính trước đi. Đâu mình tính nào? 2 lên 3 sao là 100 phải không nhỉ? 100 này, 140 này, 180 này. Tức là 420. 420 mà cộng với 34 mảnh nữa, tức là 454. 454 mảnh nữa thì mình mới lên được 5 sao, khá là cắt nhá. Tính ra top 1 là được 300 này, cộng thêm hơn 100 nữa, chắc chỉ được tầm 420 thôi. Còn mình sợ không được 420, nói chung nó cứ tầm trung bình là 400 nhá, nhưng mà nói chung ấy không đủ đến 5, nên 5 sao. Nếu mà mình lỗ được nhân phẩm ấy thì cái con Tào Tháo mình lên được 5 sao, còn không lỗ nhân phẩm ấy thì không lên được. Mà cũng chưa chắc là mình đã được top 1 đợt sau nhỉ, cứ tính trước thôi. Còn cái xúc sắc ấy thì mình vẫn còn 49 cái, 49 cái cộng với 48 cái đợt sau nữa, cứ cho 48 x 2 là 97. Đây 97. Nếu mà không có gì thay đổi đợt sau mình lại làm top 4 tiếp nhá. Hay là mình tích luôn lấy top 1 nhỉ. Đâu rồi mình thử tính nào. Tầm 700 mà được top 4, 700, 102. Top 1 ấy thì chắc là tầm 1.000 dưới, tức là gần gấp đôi nhá. 240, 200 dưới. Nói chung là cũng không si nhê bao nhiêu nhá. Nhưng mà quan trọng là mình không phải tích nhiều nhá. Thế là cứ top 4 tầm 70, 60 lần là mình quất luôn. Mà cái triệu hồi thuộc không đấy, cái tỷ lệ ra nó khá là cao nhá. Đây mảnh mảnh kim ấy 39,52%, nó ra 1 đến 2 mảnh, và quan trọng ấy nó ra nguyên con là 0,48%, rất là cao nhá. Cái con tướng kim kia chỉ có 0,18% thôi, mà server mình không có ai lỗ, không hiểu kiểu gì luôn. Hình như cái bảng xếp hạng nó không lag nhỉ, mình thấy nhiều anh em khoe cũng có bảng xếp hạng mà.
Thế tức là sale mình chưa có một ai lố nha. Ok, mình xin kết thúc video hoàn án trước khi lượn mình quét thể lực đã. Xem cái shop mình mua hết chưa nhỉ? Về đa tiến cấp này còn chưa mua. Phần trang à? Ồ, chưa mua đâu anh em ơi. Dạ, mình đang làm thêm mấy game Tân Om với Ba Quy ấy, nên hơi bận một tí. Nhiệm vụ chắc chắn là mình sẽ auto đầy đủ rồi. Mở cái game mới. Nhiệm vụ nó chưa cố định nên mình không cài auto được, mình vẫn phải làm bằng tay rất là mệt luôn. Quân đoàn này, đây tăng cấp đồ giáp này đang thiếu này. Bỏ qua đi. Tiệm huy chương à? Mua rồi, một cái này. Mai mua sau. Còn tâm nguyện không biết hôm nay mình mua chưa nhỉ? À 280 chắc mua rồi. Cái tâm nguyện thì mình vẫn mua tướng này. Đây mình đang đổi con Kim Ba để kích duyên nhá. 30 mảnh rồi còn. Đây bế phiến này. Còn 19 mảnh thôi. Đợi đổi xong là bế phiến đủ một cái là sẽ ngừng.